Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng bơm tăng áp của thương hiệu Hitachi ha, với mã sản phẩm là WMB ha, 150 gửi thai. Thì mã sản phẩm này xuất xứ tại Thái Lan. Mã sản phẩm này là bầu vuông ha các anh chị ha. Đây là cái bộ phận hộp của con máy đây, mình có để sẵn ở bên ngoài ha, đỡ tốn thời gian cho các bạn xem video hơn. Rồi đây, tiếp tục là mình tới phần máy ha. Đây, như anh chị thấy thì phần mẫu mã máy thì rất là nhỏ gọn ha, rất là nhỏ gọn luôn. Bên cạnh đó thì logo Hitachi đây được in gạch nổi ở phía dưới phần chân đế ha. Ở trên này thì nó có sẽ có bốn cái nút, bốn cái lỗ để chúng ta khoan xuống nền ha, cố định ha. Rồi tiếp theo đó thì đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta phiếu bảo hành và catalog hướng dẫn sử dụng ha, và một cái đầu lọc nước ha. Rồi tiếp tục, đây là cái bộ phận mà bảo vệ ha, bảo vệ phần động cơ bên trong đó. Bộ phận động cơ bên trong thì con này thì nó có cái bộ phận tản nhiệt đây ha các anh chị ha, bộ phận tản nhiệt ở sau để thoát hơi đây, và dây nguồn đây. Bên cạnh đó thì phần tem thông số kỹ thuật đây, dưới đây ha các anh chị ha. Con này thì nó sử dụng công suất là 150W ha anh chị ha, 150W đây, 150W và sử dụng điện 220. Thì lượng nước đây 1.4 kg trên mét khối đây ha, và mã máy. Bên cạnh đó thì nó có thể hút sâu là 8m và đẩy cao 12m. Lưu lượng nước nó có thể bơm trong một phút là 32 lít trên phút ha. Nếu mà tối đa thì nó 41 lít trên phút thì rất là mạnh ha. Và đường ống vào, đường ống ra thì 25mm ha, 1 inch ha anh chị ha. Phía dưới thì có một phần tem số seri Hitachi xuất xứ Thái Lan ha. Đó, rất là xịn luôn. Bên này thì có cái tem mã QR ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui bên trong á, bên trong phần bằng máy thì mình khui ra bên trong cho các anh chị xem rõ hơn từ phía trong ha. Rồi thì phía trong thì bao gồm đầu bơm này thì được làm bằng đồng ha các anh chị ha. Đó, được làm bằng đồng nên rất là đẹp và chất lượng. Bên cạnh đó thì đường ống nút vào đây, đường nút vào nằm bên này ha, và đây nước vào đây, kiểu in đây ha, nước vào chạy lên này. Bộ phận này thì bộ phận để chúng ta mồi nước khi chúng ta bị hụt nước ha, mồi nước. Phía dưới chạy xuống này thì nó sẽ có cái bộ phận relay, gọi là relay cách nhiệt ha, relay cách nhiệt. Hitachi là cái dòng mà xài rất là bền và với cái độ ồn thì nó rất là thấp. Bên cạnh đó thì cái độ an toàn thì rất là cao ha, nó tuyệt đối luôn các anh chị ha. Về điện hay là về nhiệt thì nó rất là ok luôn, ok hơn những cái dòng mà trên thị trường, dòng tăng áp ha. Rồi đây là cái đường ống nút ra ha. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận bầu áp ha, bộ phận bầu áp đây rất là to ha. Nếu mà chúng Hitachi thì nó sẽ có hai dòng, một dòng là bầu tròn và một dòng là bầu vuông. Bầu vuông thì bầu áp rất là nhỏ ha, và bầu tròn thì giá thành nó sẽ cao hơn và bầu áp nó sẽ to hơn ha. Rồi phía sau là có bộ phận quạt tản nhiệt của motor. Thì đây, như các anh chị thấy thì đây là máy mới hoàn toàn 100% ha, còn có bụi phấn đây ha. Dây nguồn thì dây 220 này, có dây mát ha ở phía dưới. Rồi máy rất là đẹp luôn. Tụ nguồn thì phía trên đây ha, tụ nguồn thì dòng 150W, dòng 150W mà bầu vuông này thì có thể bơm được cho nhà từ 2-3 tầng lầu và 4 toilet ha, thì chạy rất là vô tư luôn đó. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái mẫu máy bơm nước tăng áp ha, bầu vuông của thương hiệu Hitachi với mã sản phẩm là WM-B 150 gửi thai ha. Máy thì rất là đẹp. Rồi nếu các bạn có thấy thắc mắc, muốn tư vấn thêm về cái dòng máy bơm tăng áp này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hay truy cập đường link website dưới phần video ha. Mình sẽ
liên hệ, hoặc là các bạn hãy truy cập đường link website để được tham khảo về giá và được tư vấn kỹ càng hơn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.